Bạch Thế Tôn thế nào là tướng chân như của địa giới, thế nào là tướng chân như của thủy hỏa phong không thức giới, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết, tướng tóm được quảng diễn này thiện hiện chân như của địa giới không xanh không diển cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của địa giới chân như của thủy hòa phong không thức giới không xanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của thủy hòa phong không thức giới các đại bồ tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn Bạch Thế Tôn thế nào là tướng chân như của vô minh, thế nào là tướng chân như của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết, tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện chân như của vô minh không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của vô minh chân như của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não các đại bồ tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn bạch thế tôn thế nào là tướng chân như của bố thí ba la mật đa thế nào là tướng chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa để các đại bồ tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện chân như của bố thí ba la mật đa không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của bố thí ba la mật đa chân như của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa các đại bồ tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết

Bạch Thế Tôn thế nào là tướng chân như của Pháp không nội, thế nào là tướng chân như của Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn